Dạ, mến chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn của em Lan nha. Hôm nay mình tiếp tục với cái clip giao lưu hoa giấy thành phẩm cây mini bonsai đế đẹp nha bà con, ghép nhiều màu siêu hoa. Xin mời bà con và các bạn mình cùng chi tiết với nhà vườn ạ. Anh chào Dạ Lan. em có chào anh Liêm à. Dạ chào quý cô chú quý anh chị. Dạ thì chỉ nhà vườn của em ở Tân Khánh Trung á, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn. Dạ 0763234343. Dạ thì đây là clip tiếp theo á, em có một số mặt hàng hoa giấy thành phẩm muốn giao lưu đến quý cô chú quý anh chị ạ. À. Em rất mong mọi người thân tình ủng hộ em nha. Rồi em xin phép lên mã số tiếp theo nha, là mã số 19, là một cây thái nhiều màu ạ. À. Rồi em xin phép đo thông số cho mình luôn. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 81 à. Tán thì 56. Còn hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 13 nha. Rồi mã số 19 thì em cho luôn cho mình là 340. 340 mã số Cây ghép 19. nhiều màu nha bà con, Dạ nhiều màu. để cho mình đủ ngũ sắc không đây. Tím sen, cam, Dạ. vàng là 3, trắng phấn hồng 4, đỏ 5. Ồ, đủ 5 màu luôn ha. Dạ. Rồi, em xin phép xuống mã 19 nha. Em lên tiếp cho mình mã 20. Mã 20 là một cặp ghép nhiều màu nha. Combo Cặp ghép 20. nhiều màu. Đây, tím siêu hoa là 1 nè, cam cầu vồng là 2 nè, cẩm thạch vàng 3 này. Rồi rất là hoa tím tuyết, cẩm thạch tím tuyết là 4 nè, cẩm thạch đỏ lửa là 5 nè. Rồi 5 màu luôn mà con ơi. Rồi em xin phép đo thông số nha. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 53. Dạ tán là 45. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 17 à. Rồi combo 20 em giao luôn cho mình là 290. Combo 20 290 à. Rồi hai 5 cây. màu, khoan, có thêm một màu nữa, cẩm thạch trắng nữa. Đây, trắng nữa là màu thứ 6. Dạ. Rồi combo 20 à. Rồi em xin phép xuống combo 20 nha. Em lên tiếp cho mình combo 21. Cặp dưa hấu. Combo 21. Dưa hấu vàng, dưa hấu đỏ, hai màu dưa hấu ha. Dạ. Trên đây thì dưa hấu hồng, trắng tí, dưa hấu đỏ, dưa hấu vàng, ba màu dưa hấu và một màu trắng tí. Dạ em xin phép đo thông số cho mình nha. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 67 à. Dạ tán là 64. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 14 à. Rồi combo 21 này em cũng vô luôn cho mình là 290. Combo 21 290. Rồi em xin phép xuống combo 21 nha. Chở cái Em kia lên. lên, chở cái kia lên luôn Rồi em dỡ cái này lên luôn. đó. Đó. Rồi, ok. Rồi em xin phép xuống combo 21. Tiếp em lên cho mình combo 22. Combo 22 là một cây ghép nhiều màu. Trên đây là những hoa vàng, trắng tuyết, hoa hồng và dưa hấu đỏ, ba màu dưa hấu và một màu trắng tuyết. Rồi em xin phép đo thông số cho mình nha. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 69 à. Dạ tán là 51. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 14 nha. Combo 22 này em cũng giao lưu cho mình 290. Cây này thì màu trắng tiết nó hơi già bông anh Liêm. Dạ hoa rồi. Dạ. Rồi em xin phép xuống combo 22 nha. Đưa cây kia lên luôn. Rồi để em đưa lên. Đây là cây này gồm có cẩm thạch đỏ lửa, cẩm thạch cam lửa, hai màu mới nha, đỏ lửa cam lửa, Blaikan, tím siêu hoa, cam cầu vồng, tím tuyết. Tiếc. Vậy tính ra cái này là 6 màu vậy nè. Dạ. Ô đây nè, cam thạch hồng, hồng cam cầu vồng là 2, đỏ lửa cam lửa là 4, tím tiết là 5, Malaika là Blaikan là 6. 6, tím siêu hoa là 7. Bảy. Cái này màu gì đi? Này giống như màu vàng quá tại Không ta. nha, cái này em thấy giống như lửa tím á. Tím lửa phải không? Cái lá nó Sao giống có thể á, là tư á. mình Rồi thấy dạ. là trước mắt là thấy 7 màu á. Rồi, em xin phép xuống cho mình combo 22 nha. Nhỏ nhỏ mini nhưng mà đủ màu ha. Dạ. Rồi, em xin phép lên cho mình cây lẻ ạ. Mã số 23. 23 là cây tím Bốn ạ. siêu hoa, Bốn số hả? một cây lẻ. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 69. Dạ tán là 52. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 14 nha. Rồi mã số 23 này em giao lưu cho mình 290. Mã số 23. 23 290. Rồi em xin phép xuống mã 23 ạ. À. Tiếp em lên cho mình mã 24. 24. 24 là một cẩm thạch tím siêu bông, Dạ. rất là đẹp.
Rồi em xin phép đo thông số cho mình luôn. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 67 à. Và tán là 47. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 13. Rồi mã số 20. Ủa? 20. Mã số lẻ. 24, 24. Dạ, mã số 24 này em giao lưu cho mình là 290. Mã số 24, 290. Mã số 24. Rồi, em xin phép số mã 24 ạ. Em lên tiếp cho mình mã 25. Cây dáng bonsai hôm tàn dày nha bạn, Rồi, em xin phép đo thông số cho mình cặp luôn. cặp tím si bông. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 65 mà. Dạ, tán là 45. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 15 ạ. Rồi mã số 25 này em cũng giao lưu cho mình là 290. 290. Mã số 25. Rồi, em xin phép số mã 25 nha. Tiếp em cũng lên cho mình mã 26, cũng là một cái cẩm thạch tím luôn. 26. 26. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình ạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 69 nè. Dạ, tán là 53. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 12 ạ. À. Mã số 26 này em giao lưu cho mình cũng 290 luôn. 290, mã số 26. Một vật ạ. Rồi, em xin phép số mã 26 nha. Em lên tiếp cho mình mã 27. Mã 27. Cẩm thạch tím, cây đang rộ bông thơm tàn tròn ha, Dạ. tròn dày tàn, để gì để đẹp. Rồi, tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 76. Dạ, tán là 47. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình là 16 ạ. À. Rồi, mã số 27 này em giao lưu cho mình là 290. Mã số 27, 290. 290 cho mã số 27. Rồi, em xin phép số mã 27 nha. Em lên tiếp cho mình mã 28. Cũng là một cây cẩm thạch tím luôn. 28. Cây đế quái nha bà con, quắn quéo. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình luôn. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 60 à. Dạ tán là 47. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 17 nha. Rồi mã số 28 này em giao lưu cho mình là 290. 290 cho mã số 28. Rồi, em xin phép xuống mã 29. Em lên tiếp cho mình mã 30. Một cây thái. Mã 30. Cây thái nhiều màu, cam thái, trắng hồng, tím sen, đỏ, hồng thái cũng mới, ngũ sắc luôn nha bà con. Rồi em xin phép ra thông số cho mình luôn nha. Tổng chiều cao của cây em ra được cho mình là 72 ạ. À. Dạ tán là 61. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 14 ạ. À. Rồi mã số 30 này em giao lưu cho mình là 360. Mã số 30, 360. 360 cho cây thái nhiều màu. Dạ. À, thay vào màu thái hồng thì nó thiếu vàng, nó có màu cam không có màu vàng, nhưng Dạ. mà bù lại được cái là có màu thái hồng. Đâu rồi, đây nè, đây hồng thái, thái hồng mới nha. Rồi, em xin phép xuống mã 30 nha. Em lên tiếp cho mình 31 là một combo à. Vừa lấy cái siêu hoa, Dạ, mã 31. cây này cũng đang bông rực rỡ nha bà con, dòng này nó nhỏ nhỏ xinh xắn như thế nhưng mà nó hoa nhiều dữ lắm luôn. Dạ. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 46 à. Dạ tán là 42. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 7 ạ. À. Rồi mã số 31 này em giao lưu cho mình là 200. 200 cho mã số 31. Hai chậu Hai chậu. Nó đẹp luôn. Dạ rồi. Em xin phép xuống mã 31 nha. Em lên tiếp cho mình mã 32. 32. Cũng là mã cuối clip của em luôn à. cái mini tế bàn vậy, rất là xinh xắn là con, Dạ, siêu 32. bông, ghép những cái dòng lá nhỏ mà siêu hoa nữa. Rồi, em xin phép đo thông số cho mình luôn. Tổng chiều cao của cây em đo được cho mình là 34 à. Dạ tán là 28. Thì hoành cũ ở đây em đo được cho mình dạ là 8. Rồi, mã số 32 này em giao lưu cho mình là 200. 200 một cặp. Một Dạ cặp hai cuối cây. clip em cũng xin cảm ơn anh Liêm. Dạ em cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã thương tình ủng hộ em cũng như ủng hộ kênh của anh Liêm á. Em chúc gia đình mình có thật nhiều sức khỏe nha, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và thương tình ủng hộ em ạ. À. Dạ em chào tạm biệt. Rồi, anh cảm ơn Lan nha. Mình chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nhà vườn em Lan nha bà con. Chi tiết liên hệ số điện thoại dưới góc trái màn hình để gặp trực tiếp em Lan nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ. À.